Hi everyone, hôm nay mình sẽ chơi 8 game trên đây nhé. Ok, bắt đầu. Ok, Day 7, Season 2. Sao? Yes. Next, Day 8, Season 2. Tôi sẽ loại như này đi. Ông mày gọt kêu. Có gần đấy. Biết mình có thành không? Oh no, nỡ tay rồi. Ok, làm lại. Cho gì cái? Cho nó lại. Mình sẽ cẩn thận hơn. Ok. Yes. Ok, next. Day 9. Yeah. Yes. Wow. Okay, next. Đây thì các bạn chọn ba này đi. Ok. Hãy ghi nhớ. Yes, chính nó. Okay, next. Đi đi về. Wow. Kính nào nhỉ? Cái này đúng không ta? Mình nhớ nhầm. Cái bắt đầu lại. Này, mình không thể nhầm được. Yes. Okay, next. Later. Cái bắt đầu. Nó mình không ăn mấy con rào, không biết có thắng không. Ở đâu? Yeah. Chà. Chà. Cố lên, cố lên. Chà. 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 Ok. Wow. Ai nhiều kìa.
Ok, mình sẽ chọn tiếp theo. Làm đi. Ok, bắt đầu. Ok, mình sẽ chọn mai trước. Hãy cố gắng trồng hết một hàng hoa. Con ma đầu tiên sẽ hả? Mình sẽ đặt một quả mìn đây. Lúc con ma vừa chạy đến là mìn vừa kịp. Em mình đã xong hàng hoa thứ nhất. Băng có tác dụng là làm chậm zombie. Sẽ tiếp tục lên hàng hoa thứ hai. Quá trời mặt trời luôn. Càng nhiều hoa thì các bạn sẽ càng nhiều mặt trời. Ok, sẽ trồng món đậu bằng đây. Sẽ đặt chậm. Để phòng bất chắc mình sẽ trồng thêm cái mìm nữa đây. Ok, mình đã xong hai hàng hoa rồi. Bây giờ mình sẽ thiết lập đội hình tấn công. Sẽ đặt hòn giống ở đây trước để phòng thủ, phòng hợp có những con ma nhảy sàn như thế này. Đó, các bạn thấy chưa, nó có thể nhảy qua. Ok, nên một đợt sóng zombie khá là lớn. Đầu tiên đấy. Rồi hình phòng thủ hoa của mình khá là mạnh rồi. Nếu mình thích thì mình sẽ lấy thêm một quả táo mình cho nó bầm.
rồi hình của mình khá là mạnh rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thay thế nhé. Sẽ thay thế những con đậu thường bằng đậu bắp. Ok, đã hoàn thiện được hình rồi. Giờ mình sẽ thay thế thường hình đậu bắp. Mặt trời thì mình cũng dư rồi nên bây giờ mình sẽ loại bỏ bớt hoa đi. Bớt một số bông hoa đi. Hoa bây giờ là không cần thiết nữa. Ok, vậy là mình đã thành công trong việc phòng thủ lũ zombie mà. Wow. Ok, mình đã nhận được bông hoa mới, hoa thì người. Yes, continue. Ok, bắt đầu. Tiếp theo mình sẽ chọn này, 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 này. Ok, bắt đầu. Như thường lệ chúng ta đặt hoa phòng thủ trước, hoặc đặt hoa để kiếm mặt trời trước. Được, con mà đặt tạm cái mìn trước đi. Ok, đã xong hàng hoa thứ nhất. Bông. Tiến đến cài đặt hàng hoa thứ hai. Wow, con ma đội mũ khá cứng đỏ. Đặt họ ăn thịt ở đây xem sức mạnh của họ ăn thịt nó như thế nào nhẹ. Cắn trên nuôi. Yo, con mà đậu xô nhưng vẫn không là gì so với hoàn thịt của mình. Các bạn hãy xem sức mạnh của hoàn thịt đây.
thắng là chết luôn. Ok, mình đã xong hào hoa ăn thịt tiên. Về cơ bản là đội hình của mình cũng sắp hoàn thiện rồi. Hướng dương thì cũng mặt trời thì cũng ăn nhiều rồi, rồi mình sẽ bán bớt đi để thay thế bớt hoa hướng dương và những cây đậu. Ok, chiến thắng. Ok, bây giờ mình sẽ đến trò chơi tiếp theo, Squid Game, bắt đầu. Dừng. Wow. Oh my god. Mình chậm 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 bước rồi. Cái bắt đầu đã. Hoa cô thể theo sông. Còn 20 giây nữa không biết có kịp cho mình không. Mình nghĩ là vẫn kịp. Wow. Yes. Ok, sẽ đến game tiếp theo, 456 Survival. Ok, yeah.
Ai, chăm đâu. Tiếp tục. Hình tam giác à? Ngon. Yes. Bốn trăm đô. Ok, bắt đầu. Yeah. Got it. 600 đô. Bắt đầu. Ok. Đấy. 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 Ok. Xuất sắc. Next game. Ăn luôn. Yeah. Ok. Next. Gắng sống sót. Yes, nhìn đặt sống sót. Ok, bắt đầu. Mình chọn ngôi sao. Ngôi sao. Ngôi sao. Oh no, mặt cười. À. Chọn này. Mình chọn mặt cười. Yes. Ok, next. Ok, bắt đầu. Cố gắng vượt qua các chướng ngại vật. Yes. You win. Tên áo đen đã chạy. Nhưng không chạy thoát được đâu. Ok, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đi tìm tên áo đen. Đây rồi. Thế nào đi ăn kia. Trả giá. Mình thua rồi. Cố lên. Nhau rồi. Đây, ta phải chiến thắng. Hey. Yeah. Ok. Thế diễn trò tiếp theo. Xong quay sofa. Ok. Mình sẽ chọn là ninja đi nhỉ. Ván trượt ở đây, ninja thì nên đi ván trượt ở đây.
这样子啊。哦，是这样子，这个。哦，你去找个奶的，给不了，走。Let's go，能搬车，行啊，你想睡觉啊？嘿，行。哦，是那么粗啊？Yes，anaknya belum cembut ya. Wow, wow, wow. Sorry. Lên bán. Đấy. Hả? Vô cái hộp. Wow. Lên ván tiếp. Oh my god. Ok, chơi lại nào. Wow, lại một chiếc lá nữa. Cái giày, giày xuống trước cũng tăng giày cao. Sợ. Để bán tiếp. Hãy. Wow, rất là nhiều tiền. Bắn tiếp nào. Vô lại một chiếc lá nữa. Wow. May quá, có chiếc lá nó cứu mình vậy. Hey. Wow. As, ok. Em, mình sẽ đến trò tiếp theo. Speed and Ballet bắt đầu. Wow, trò này không có nhảm luôn. Thì chơi các bạn hết sức cảnh giác. Dùng. Wow.
Dương. Tiếp tục. Dương. Úi giời. Hay quá. Cố lên, dừng. Ăn là càng đó, tiếp tục. Dừng, không được tham lam. Sẽ chết những cô gái này này. Tiếp tục. Yes, we win. Next, bắt đầu. Đánh tàu, đánh tàu, chết rồi. Yes. Hey. Ha. Yo. Sẽ đứng sang đường người này. Yes. Đây ta đây ta đây. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Hey. Ha. Hey. Yes. Mình đã xong sót. Ok, tiếp tục nào. Bắt đầu. Hay nha. Hay. Cố lên. Đối phương mất một người rồi. Yes, họ mất người thứ hai rồi. Cố lên, mình sắp thắng rồi. Yes, mình thắng rồi. Yes, next. Cái bắt đầu. Wow, zombie. Hello. 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 Không, có phải nó bị đơ rồi. Mình sẽ đến chọn tiếp theo. Tiếp bắt đầu. Wow. Rất năng. Ok, tôi đi này. Wow. Yeah. Rất năng. Wow. Yeah. Ok. Oh yeah. Next. Yo, hình ngôi sao. Hey. Video. Cái bắt đầu. Wow.
아멘. 와. đáng đời. Ok, mình đang dẫn đầu. Yes. Sao đến biết được các bạn ơi? Yes. Mình là người đầu tiên đến đích. Ok, next. Bắt đầu. Cái này là cái gì? À. Oh. Không không không, cố lên cố lên cố lên nào, không được để tên kia về đích được. Oh no, ok, vị trí thứ hai. Ok, tiếp tục. Bắt đầu. Khá là nguy hiểm. Ok, bắt đầu lại. Mình ngựa bè lại. Khá là chậm rồi. Cố lên nào. Chạy nước rút thôi. Wow. Ui. Quá vội vàng rồi. Cố lên nào. Sau bao nhiêu lần làm cuối cùng mình cũng về đích. Ok. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe cho mình nhé.